Dạ ok, hai xin lỗi bạn đã trở lại với Xenomen, mình là Dung Nguyên đây. Dạ ok, mình đã trở lại với series là sát thủ mặt khỉ trong GTA 5 ha. Cho được quá như các bạn yêu cầu. Sẽ trở lại với series sát thủ mặt khỉ. Bây giờ chúng ta sẽ tới series mặt khỉ đầu tiên. Chúng ta phải lừa sang thằng Michael để cho nó một bộ đồ đàng hoàng đúng không? Một bộ đồ đậm chất sát thủ mặt khỉ. Đó, đây là quá trình biến hóa từ sát thủ thành sát thủ mặt khỉ. Nó khác biệt à, phải có râu, tóc thì phải bơm sờm à, tóc phải đầu đinh, nhìn như hitman nha. Đồ đồ không? Sẽ thủ mặt khỉ nó biến thái lắm. Không phải là biến thái mà nó kiểu như là nó ngẫu nhiên lắm, nó mặc đồ không bình thường. Hả? À, hơi chằn ghê quá. Chỉ cái bộ đồ thích hợp thôi. Bộ đồ nào ngầu ngầu nè, cái áo này là gì? Hay ghê không? Đó, sát thủ mặt khỉ, mặc áo ba lỗ đi. Đó, mặc áo ba lỗ đen, đen cơ bắp. Quần đúng không? Quần sọt. Ha. Biết cái quần nào đàng hoàng hơn chút thôi được. Mình tròn quá đó, thằng này đi thôi, sát thủ cho mặc quần dài đi, công tình nó năn nỉ mình lắm, mình cho nó mặc quần dài đi, đeo bao tay phải không, sát thủ phải có bao tay rồi, đôi giày, đôi giày cũng không kém phần quan trọng, chỉ có thể giấu được tiếng bước chân khi đi, lựa chọn đôi chị thể thao này đi, ở đây là trang thiết bị cho sát thủ mặt khỉ, cái này đây súng, súng cây còng rồi đèn pin, nó làm cái gì, khủng nó đi bắt trộm đâu, cái gì đây, cái túi đeo để lặn xuống, cái túi đeo đạn giáp rồi bịch mặt. Sát thủ mà khỉ có cần cái ống hở nữa không? Nếu có ống hở oxy này chúng ta có thể đi xuống biển được. Đúng không em? Sát thủ mặt khỉ có ấy rồi, thỏa thuận chùm đầu ha. Mình đeo cặp làm cái gì á? Mình nghĩ mình sẽ đeo một cái này. Chúng ta có thể đi xuống biển. Đeo ba lô nữa, ba lô không hợp đâu. Hay. Thôi đeo này rồi mình không biết xách cái vỏ sách ra được, mình buộc phải lấy cái đèn pin thôi, đèn pin thôi, đó cái đèn pin. Này áo áo trong khỏi này, gì đây, quy hiệu á, xăm mình đó, hay mình xăm mình cái gì không, Dos Santos Highway Patrol là cảnh sát cao tốc, what the fuck, à xăm mình này nè, đi xăm mình 18 cộng, xăm mình 18 cộng, what the fuck nè, ô cái gì vậy không biết luôn, khỏi xăm mình đi, chế vào vụ này đi, ở tới phần quay trộn nè, phần mặt khỉ, mặt khỉ đó, sát thủ mặt khỉ lộ diện, có kính không, đeo kính luôn đó, chứ không thể nhận diện ra mình được đó, có súng chưa, súng yêu cầu phải có giảm thanh nha, đây đây đây, giảm thanh đây, chiếc xe đâu, sát thủ mặt khỉ cần một chiếc xe,
rồi. Xe gì đây? Ôi, xe vải thiệt. Ủa, xe ba bánh kìa. Con khỉ đi xe nào đây ta? Đó, xe khủng mà khỉ lên xe, đi xe đầu lâu đi. Đó, quá ngầu luôn. Ôi, đúng xe xe khủ luôn á. Nè, xe khủ E-Combat đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Liên tục rồi những hoa đảo chân của sát thủ mà kỹ á. Rồi mình phải xóa 400 mã lực, mình để 400 mã lực nó chạy dữ quá. Ủa sát thủ mà kỹ gì đeo nó có hiểm, giờ nó có hiểm mới coi. Mình xe ô trang phục rồi, sát thủ mặt khỉ khỉ đó. Đó, xe của tử thần chạy mà. À! Rồi, thằng đó sẽ trở thành mục tiêu của mình. Dám làm mình té. Đệt. Thằng chó. Chơi cái thằng đó, thằng này quý láo rồi. Hay láo thằng áo xanh, hay lắm, thằng này áo sọc xanh á. Láo vải đạn ra luôn. Đụng mình té nó còn kêu come on nữa. Ok. Mày lộn súng rồi, lộn súng rồi. Không, cái súng nhắm thanh mà đâu rồi. Không tùy tiện móc ai ngay đây. Nhẹ nhàng thôi bạn, bình tĩnh nha, không đau. Sẽ qua nhanh thôi, không đau đâu. Trời ơi, sát thủ của khỉ, góc nhìn thứ ba khó lắm, khó bắn quá. Sẽ nhanh thôi, không đau đâu. Trời ơi, vẫn một nữa. Sát thủ bật nghỉ, lục nghề rồi. Đó. Cái góc nhìn thứ nhất mà chạy xe cực khó luôn á, canh đầu á. Canh vậy thì dễ chứ chạy xe mà canh thì khó lắm. Một thanh niên nếu bị mình quất sát thủ và kỹ con mồi đầu tiên nên còn bị kiểu ấy á, nên còn kiểu như lục nghề. Con mồi thứ hai sẽ lành nghề trở lại. Hay da. Rồi nó chửi mình kìa. Tôi xin lỗi bạn luôn. Bạn đã lụng lộn người rồi. Tránh ra ông già. Rồi. Đầu tiên sát thủ bạc khỉ sẽ phá nát bánh xe nó để giảm tốc độ. Sau đó mình sẽ bắn nó từ từ. À, không đỡ cũng nhìn thấy đâu, có chơi vậy. Nào chạy xe đụng hạng mình vậy. Nè, chí mạng nè. Đó. Đi nhẹ, đi thanh thản nha anh bạn. Để dưới đây tìm mấy nhà giàu quốc kiếm tiền thôi. Đây nè, đây trong đây có một cái kiểu như khách sạn gần biển. Hai đứa có biết là hai đứa chuẩn bị làm cho mục tiêu của sát thủ mặt khỉ không? Mình sẽ đứng trong bụi để ra tay. Ra tay thôi.
Xong. Easy, hai thằng nó ra đi. Chết nha. Quá đơn giản như một cuộc tình. Không ai nhận ra chuyện gì luôn. Đó, rip xe xây xe nè. Lắm. Không, mọi người vẫn hoạt động bình thường, chưa ai phát hiện cái xác. Xe gì á? Xe gì? Trời, xe giống mình. Đông người quá không tiện ra tay. Nhà ở dưới cống nè, không biết có ai dưới cống không, dưới cống tắm sông ai biết được. Mình xuống đây kiếm đó. Ở giá cái gì á? Vãi đái, xe thì chạy nước không được. Hả? Có người đúng không? Đúng rồi, chạy bộ. Ok, sát thủ mặt khỉ sẽ ra tay. Rồi. Trời ơi, xe hổ chạy gì đùa mía vậy? Chạy cũng không lên nữa các bạn. Hả, phải vậy chứ. Chỗ đây có người sinh sống không? Đây hình như có bộ tộc sống gì á, nhìn ghê vậy. Chạy ngược đường rồi, không phải vòng lại. Sẽ chạy đường công công như vậy, chạy thẳng ra luôn. Đó, tổ lái luôn kìa. Dơ dơ, pha rip hệ thực. Tổ lái vậy. À! Xe thủ mặc kệ chứ không phải là biker nên là đụng xe là chuyện bình thường. Bình thường như cơm bữa, té xe sắp mặt. Ê! Làm gì fan? Chỉ nhỏ này nhìn giống ngáo đái hả? Ngáo đái hả fan? Trời ơi, đúng rồi, áo đá kìa, nó hút kìa. Đang phê cầm kìa. Đứng một mình áo đá, mặc cái quần kìa anh em, những mặc quần nó hiểu hả? Hàng chó hả? Ý, hello chó. Chó con nhỏ này hả? Thôi mình thấy nó có hai con chó tội nghiệp á. Để giết nó rồi, hai con chó sẽ bơi dơ, tha nó một bài. Chó nha. Không phải tại mày đâu, tại mày hút cầm, tao mới tức bắn mày. Bắt cái heo với sạc gì? Mày mới đụng tao chứ cái chuyện gì đâu. Chạy bủ láo rồi. Thôi đi lên cầu thang này coi. Trên đây cái gì đây? Trên đây chạm xe buýt không? Thôi đi lên kìa. Cái phụ có tưng kìa. Nha á. Xe gỉ máy muốn hết nổi luôn mới lên nổi. Lên em ơi, tốt. Ủa sao nãy là được mà giờ lên đất nổi rồi. Lên được rồi. Đông vãi đạn. Mình có cách rồi, mình có cách khử nguyên đám này rồi.
Bây giờ tao có không? Hay lắm. Mình sẽ cho những chiếc cơm, những cái bánh tét. Được đặt ở những nơi không ai biết. Ai? Không lộn. Không lộn, tôi gọi khác. Mình sẽ đặt đây rồi mình đi chỗ khác. Họ đúng rồi, quay lại tụi nó sẽ đông lên, nó sẽ kích hoạt quả bơm. Vậy chúng ta đang tiến hành kế hoạch. Nè, đó. Tàu đã tới. Đi tiếp đi các bạn. Lá cái gì mà lá, what the fuck. Đấy. Giờ mình sẽ đi vào cái biển quảng cáo bên kia. Mình sẽ đợi cho nó là đủ mình kích hoạt. Nhờ hình như cái đường tàu hỏa này ra sân bay. Mình sẽ qua hôm nay mình quan sát rồi mình kích nổ. Nè, cái này thích hợp để leo lên nè. Biết là cái thằng nào chữ mình biết vậy? What the fuck? Tao là sát thủ mà vì chữ tao assassin tao còn nghe được. Chữ mình thẳng mặt biết. Nghe mà buồn. Buồn cho một thế hệ sát thủ. Từ lâu lâu nay sát thủ bị xem thường. Chưa là biết nè. Ê, mình nhảy này mạnh đi vậy? Sẽ biết chưa có ai. Đó, giờ có người đó xuống đi, xuống ra đi. Tụi nó chưa đi, để mình đi xa rồi mình quay lại được. Tụi nó đây, mình đang có kế hoạch mẹ. Tàu chưa vãi là bụi ni hả mượn nha. Ôi mạnh quá. Ôi nóng lạnh chưa. Rồi đó đi xa rồi quay trở lại nè, đi thật xa để quay trở về. Và làm ơn tụ tập đông lại tao. Cái cô bác sĩ tới đây. Mọi người chuẩn bị xem cảnh epic nè. Slow motion nha. Trời nọ mở màn hình luôn. Thảm cảnh thiệt. Wow. Số người hương trong mà rất là nhiều luôn. Nó khủng mặt khỉ lần này ra tay quá là tàn độc. Số người hương trong nó trên 20. Đó, nhiệm vụ hôm nay chúng ta là phá đường tàu. Và các bạn hãy đặt ra thử thách cho sát thủ mặt khỉ bằng cách cầm anh nha. Sắp mặt nè. Anh em muốn sát thủ mặt khỉ làm gì nhớ comment nha, cũng như cái review xe vậy đó. Series sát thủ mặt khỉ này anh em cũng có quyền đặt ra những thử thách cho mình.
Như là nãy là mình phá đường tàu đó, anh em có cái thử thách nào khó hơn có thể comment cho mình biết nha. Ok, tạm biệt mọi người, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ủng hộ sát thủ mặt kỹ. Sát thủ mặt kỹ là có người có siêu kỹ năng nha, sẽ có chạy nhanh, bay cao, những cái ngầu khỉ mà không cho người ta thấy mặt không, thể bay liền đá cánh trên xe và bắn hạ mục tiêu đó 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 đó. Rồi những pha ơi nó đụng mình, nó bị lật xe luôn kìa, hay lắm. Hay lắm mẹ nè. Shit man, what the fuck. Mày hả mày, chống. Đó, hít là lên xe tải luôn. Em đâu bị xe tải cán nha em. Ây á, á. Nè, lên được xe tải nè, easy. Chạy nhanh bạn. Đứng đây mà sao bị té, tại có cái này cản mình rồi. Nhanh lên. Mày biết, mày biết. Ấy, làm gì á? Ây á, thằng tái xe tải ngu vậy. Chạy, chắc ừ, thì mình chi xác. Mình một viên nữa mình ra đi rồi. Đừng quên chúng em. Hảo tu né đạn. Bằng ba với bộ của cô mặt khỉ. Rồi, đã trốn rồi. Chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ đăng bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Vào bấm hay vào nút quả chuông để nhận thông báo từ video mới nhất nha.